Xin chào các bác nhé, hôm nay em sẽ giới thiệu với bác là hai mẫu kéo siêu hot của sản phẩm kéo cắt cành Lan Long. Nếu mà bác đã biết thương hiệu Lan Long rồi, các bác hỏi để suy nghĩ về cái chất lượng của nó đi. Nhưng mà đây em nói luôn, đây là hàng loại 1 và hàng chuẩn công ty chính hãng luôn. Đây, tem của hãng nhà sản xuất này. Đây, sản xuất theo công nghệ của Anh nhé. Đây, em sẽ bóc từng chiếc ra để các bác được chiêm ngưỡng nhé. Đây, xem nhé. Đầu tiên này, các cành nội cong này. Đây, em sẽ mở ra cho các bác xem này. Đây, đấy, đây là cái chốt khóa này. Khi em bóp vào này, bóp vào nó sẽ tự mở này. Đấy, đấy, các bác nhìn thấy chưa? Thì cái đây là phần lưỡi kéo này. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Độ sắc chưa? Lưỡi mài tự mở nhé. Đấy, nò xo này, cán kéo này, hộp kim nhôm, tay nhựa êm này. Đấy, rất là chi tiết luôn, làm rất là đẹp, tỉ mỉ. Đây, em sẽ test thử cho các bác nhìn nhé. Đây, một cành này. Đấy, cắt ngọt phập phập luôn, đúng không? Đấy, rồi ok, đây là một chiếc kéo cắt cành Lan Long lưỡi còng nha. Còn đây em sẽ giới thiệu tiếp luôn một cái chiếc kéo cắt cành Lan Long hai lưỡi, một lưỡi dưới là giữ lưỡi kê, một lưỡi trên là lưỡi thẳng. Bác làm mà đã được sử dụng dòng này rồi thì các bạn cũng biết về cái chất lượng kéo này rồi. Và nhìn này, tất cả đều thép đúc nguyên hết toàn bộ cái kéo này. Đấy, về phần kê nhé, rất là ngọt, đồng thời cộng lực cắt ngọt lắm. Đây các bạn nhìn này, đấy, thấy chưa, cắt nó cảm giác siêu ngọt luôn. Đấy, em chỉ nháy cắt ầm ầm luôn, đúng không? Nó rất là ngọt. Đấy, vậy thì có hai mẫu kéo Lan Long này, thì bác nào mà ưng mẫu nào thì có thể alo cho em số điện thoại phía dưới video hoặc truy cập website của bên em để đặt hàng nhé. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.